Vui Thác Giang Điền là tên một chương trình nằm trong dự án Sống Độc Lập do Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DAD tổ chức vào ngày 29 tháng 9 năm 2013. Chuyến dã ngoại đã thu hút hơn 30 người, bao gồm người khuyết tật và người hỗ trợ cá nhân tham gia. Đúng 7 giờ sáng, các thành viên đăng ký tham gia đã có mặt tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tham quan là Thác Giang Điền thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bằng xe buýt tiếp cận số 104. Đây là xe buýt chuyên dụng dành cho người khuyết tật theo tiêu chuẩn quốc tế. Được biết, ở Việt Nam hiện nay, xe buýt tiếp cận dành cho người khuyết tật vẫn còn rất ít và việc những chiếc xe buýt tiếp cận lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có một phần không nhỏ sự vận động kêu gọi của DAD và người khuyết tật. Khu du lịch Thác Giang Điền hiện ra với thiên nhiên hùng vĩ, khung cảnh hữu tình và một dòng thác tự nhiên hiếm có sau 2 tiếng di chuyển. Các bạn trong chuyến đi đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau và độ tuổi cũng khác nhau, nhưng sự đồng cảm đã đẩy lùi mọi khoảng cách. Tất cả các thành viên đã hòa mình vào các trò chơi, quên đi những khó khăn, vất vả ngày thường. Từ những chiếc bóng bay, các bạn phải xếp thành hình tháp, sao cho tháp đứng vững. Mọi người hăng say phân công từng thành viên trong nhóm để sản phẩm hoàn tất đúng thời gian. Sự khiếm khuyết vận động hay chính những mặc cảm với cuộc sống không còn hiện hữu, mà tất cả là tinh thần đồng đội, tình đoàn kết và sẻ chia công việc. Những lối đi gập ghềnh, nhiều bậc thang, những con dốc cao đã gây khó khăn cho những bánh xe này không ít. Khu vực đẹp nhất của khu du lịch là thác nước từ trên cao đổ xuống lại khó khăn hơn. Chỉ rất ít thành viên tiếp cận được thác nước này nhờ sự hỗ trợ của người hỗ trợ cá nhân, tình nguyện viên và sự giúp đỡ nhiệt tình của những du khách. Tuy nhiên, những nụ cười và sự háo hức khám phá vẫn không hề vơi đi. Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, tại sao người khuyết tật lại đến thăm thác Giang Điền? Nơi mà địa hình rất khó để những người khuyết tật, những người di chuyển khó khăn tham quan. Thực ra, đó là những rào cản mà người khuyết tật rất lo lắng phải đối diện. Và điều đó đã cản trở họ đi ra ngoài trong một thời gian dài trước khi họ tham gia vào dự án Sống Độc Lập tại DAD. Các chương trình dã ngoại, trải nghiệm trong dự án Sống Độc Lập mang lại những kiến thức và kỹ năng mà người khuyết tật chưa được trang bị hay chưa có cơ hội thực hành, giúp người khuyết tật khôi phục lại năng lực bản thân. Khi họ có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để giải quyết vấn đề, lúc đó họ sẽ sống độc lập hơn, tự tin hơn. Hôm nay tôi rất là vui được đi chơi cùng với đoàn. Lần đầu tiên tôi được làm quản trò cho các bạn chơi ở đây. Tôi tới đây tôi được đi chơi nhiều chỗ và tôi gặp được nhiều bạn mới. Tôi cảm thấy là tôi tự tin hơn trước lúc rất là nhiều. Khi mà tham gia cái chương trình ở Thái Giang Điền, tham quan ở Thái Giang Điền này á, thì cái điều khó khăn mà em gặp phải ở đây là những cái bậc cầu thang đi xuống thác, hầu như là những người khuyết tật vận động nặng giống như em thì không thể đi xuống thác được. Và một số bạn đi nạn cũng rất là khó khăn. Nhờ hỗ trợ của một số bạn tình nguyện viên cũng như là du khách thì tụi em cũng tiếp cận, tuy là chưa gần thác nhưng mà cũng tiếp cận phần nào của thác. Tụi em cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Thì đây là lần đầu tiên tụi em được trải nghiệm ở thác này, thì ở đây cảnh rất là đẹp. Tụi em rất là thích có những chuyến đi như thế này. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật thoải mái khi được hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên xanh mát, hít thở không khí trong lành hay lắng nghe tiếng chim hót líu lo, nghe âm thanh réo rắt của dòng thác đổ vọng lại từ một nơi nào đó rất xa. Đối với người khuyết tật, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm quý báu. Nào mau lên đường khi trời còn sáng.